room inox này nó có ưu điểm gì? Như hồi nãy mình nói á, thứ nhất là chúng ta phải không khác so với những sản phẩm khác là chúng ta phải sử dụng hàng ngày nè, và nó bị ố vàng trên áo ha. Còn đối với inox này thì chúng ta chỉ sử dụng một tuần hai lần thôi đối với trường hợp hôi nách nặng, còn hôi nách hôi chân nhẹ thì chúng ta chỉ cần sử dụng một tuần một lần thôi. Và với cái tinh chất khác biệt hoàn toàn đó là dạng serum, nên là nó sẽ tăng tốc độ cũng như hiệu quả thẩm thấu của sản phẩm vào trong da của chúng ta. Và các cái tinh chất sau khi thẩm thấu vào da thì nó sẽ kích hoạt cơ thể giảm mùi hôi, ngăn mùi hôi, giúp nách và chân của chúng ta luôn khô thoáng ha mọi người ha. Đó thì đó chính là cái ưu điểm lớn nhất của cái serum inox này, và đây là một cái dòng sản phẩm mà rất là nổi tiếng trên thị trường luôn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức phân biệt thật giả cái sản phẩm này nha. Khi mà lấy hàng về á, hàng chính hãng luôn mới nhất của công ty thì nó sẽ có một cái tem giống chống giả giống y như thế này, và công ty cũng có hướng dẫn rất là kỹ chọn một tem bạc đây. Đây này, đầu tiên á là chúng ta sẽ quét QR code để tải cái app Soji về ha. Chúng ta đưa cái điện thoại của chúng ta vào, chúng ta quét QR code thì chúng ta tải cái app Soji này về. Sau khi mà chọn một app Soji về rồi á thì chúng ta sẽ chọn tem bảo mật hoặc là quét tem. Chúng ta quét cái tem này nè, quét cái tem huyền phi này nè, thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm chính hãng ha mọi người ha. À, nó đi qua hai bước luôn á đó. Đó, và đặc biệt ở đây nó có mã vạch nữa thì dễ hơn, thì chúng ta có thể đa phần mềm iCheck về để chúng ta quét iCheck đây, để mình hướng dẫn cho mọi người luôn. Mọi người đợi mình một lát nha, đây iCheck đây mọi người, đây chúng ta nhấp vô nha, sau chúng ta đưa vô chúng ta quét đó, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Nó hiện ra là sản phẩm chưa được kiểm chứng. Nhưng mà mọi người biết tại sao không? Bởi vì công ty bây giờ người ta đã phát triển riêng một cái app, người ta gọi là app Soji này nè. Chúng ta phải biết cách là download cái app Soji này về. Đấy, xong rồi chúng ta mới kiểm tra ha mọi người ha. Đó, download cái app Soji thì chúng ta sẽ quét cái QR code của app Soji chúng ta download về thôi đây. Mình vô Zalo của mình ha. Xong mình quét vào micro QR code này. Đó, thì nó kêu là download app Soji đi. Đó, chúng ta nhấp vào chúng ta download về thôi. Đó. Chúng ta download cái app này về ha. Đó, nó có link tải này. Nhấp vô tải cái app này về. Tại vì mình thao tác thì nó sẽ hơi lâu cho các bạn ha. Đó, đó download về nha. Download cái app Soji này về. Được chưa? Mở ra. Đó, sau đó chúng ta đưa vào cái huyền phi này. Chúng ta quét này. Cho phép một lần. Cho phép khi dùng ứng dụng đây. Rồi. Sau đó nó công ty nó hướng dẫn tiếp này mọi người. Chọn một tem bảo mật hoặc quét tem. Chúng ta sẽ quét cái tem huyền phi này. Đây, tem bảo mật đây mà trên cái app Soji này nè. Nó có chữ tem bảo mật này, sau đó chúng ta cho phép gì đó. Sau đó ok, sau đó chúng ta đưa chúng ta quét cái tem huyền phi nha. Đó, đó nó hiện ra này mọi người, được chưa? Serum hôi nách inox này, đó như vậy là nó hiện ra sản phẩm như vậy là đảm bảo cho chúng ta là hàng chính hãng nha. Mình quét lại một lần nữa cho mọi người coi nè. Quét cái logo huyền phi á mọi người. Mọi người đợi mình một lát nha. Tại vì nó chưa nhận dạng được á. Để mình làm lại lần nữa. Hay là mỗi lần chỉ được quét một lần ta, để mình xem. Để mình quét lại nha. Đúng rồi mọi người ạ, mỗi một lần chúng ta chỉ quét được một lần thôi, bây giờ quét lần hai nó không nhận nữa luôn á. Đó, để tránh cái chuyện mà bị làm giả đó mọi người, để tránh cái chuyện mà bị làm giả đó, cho nên là sẽ không quét được lần hai nha. Hồi nãy mình quét lần một là được, lần hai quét không được nè. Nên là chúng ta cũng lưu ý là chúng ta chỉ quét một lần thôi để tránh trường hợp bị làm giả ha mọi người ha. Coi như là cái mã này là mình review cho mọi người xong là bỏ, không quét lại được nữa. Ok rồi, đó chính là